Xin kính chào quý vị bà con nông dân. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây nên nắng nóng còn diễn ra diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều vào khoảng từ 34 cho tới 37 độ, có nơi cao hơn 38 độ ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hòa Bình. Thậm chí là ở khu vực đồng bằng, không khí còn oi bức vào ban đêm khi mà nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 27 cho đến 30 độ. Thời tiết các tỉnh dọc ven biển miền Trung từ Thanh Hóa kéo dài đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho tới 39 độ và có nơi là trên 39 độ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao, người dân cần phải hết sức chú ý đề phòng. Còn đối với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn chỉ từ 32 cho tới 35 độ vào trưa chiều mai. Thưa bà con, nhiều cánh đồng lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang bị chuột hoành hành, cắn phá. Các hợp tác xã, nông dân đều đồng loạt ra đồng diệt chuột nhưng mà không xuể. Nguyên nhân có thể là năm vừa qua ít lũ lụt nên chuột không bị tiêu diệt nhiều và chúng trú ngụ trên gò cao, rồi sau khi nước rút chạy về đồng trú ngụ và cắn phá lúa. Theo bà con, ngoài các biện pháp xua đuổi chuột như là cắm cờ, rào ni lông bao quanh ruộng lúa, thì bà con còn phải diệt chuột bằng bả và bẫy kẹp. Song nạn chuột gây hại chỉ hạn chế phần nào. Trong thời gian tới thì nhiều hợp tác xã phát động phong trào toàn dân diệt chuột bằng mọi biện pháp, nhưng nghiêm cấm là dùng điện diệt chuột. Trong khi đó thì tại phía Nam, hình thế gây mưa từ biển bắt đầu hoạt động mạnh nên từ ngày mai mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng. Tập trung chính vẫn là vào chiều tối và đêm. Bà con cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, cao nhất tại Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 cho tới 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 cho tới 33 độ. Và đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 7 của Đài truyền hình số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.